Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình về bên Hậu Giang nè anh em. Đến chỗ nhà của anh Sang. Anh Sang có giao lưu với anh em một số khúc mai nha. Chút xíu anh Sang sẽ báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Anh em thấy giá ok, vô phone mình thì mình cứ liên hệ trực tiếp với anh Sang nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề. Và những video nào mình gửi số điện thoại xuống là những video đã giao dịch thành công rồi nha anh em. Thì Zalo mình nó đầy rồi nha. Anh em nào kết bạn của mình thì mình kết bạn qua Facebook nha. Đường link mình có để dưới phần mô tả dưới anh em. Rồi không mất thời gian của anh em nữa, mình mời tất cả anh em vô tham quan một số khúc mai của ngày hôm nay nha. Rồi anh Sang ơi, cho anh em biết vị trí mình đây để anh em tiện vô lưu luôn ha anh Sang. Em đầu tiên em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì em xin quay video á, thì mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Cái địa chỉ của em là tại xã Hòa Mỹ, huyện Hồng Nghiệp, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Nó cũng khoảng 8 góc này. 8 góc ha. Dạ. Rồi đầu tiên quay cho anh em tham khảo gốc số 1 nha anh em. Cây này chiều cao mình khoảng nhiêu anh Sang? Rồi em đo nha. Dạ. Đấy, cái này cái đọt nó hơi quẹo với chú ơi, nếu mà quẹo với chú cặp lại cái cây này nó ngay ha. Dạ. Chiều cao nó là 3m3. 3m3. Dạ. Còn tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang 1m5 ạ. 1m5. Cây này mặt bông sao anh Sang? Cây này em cũng mới mang về chưa thấy mặt bông. Dạ. Đây có bù đế quá đẹp anh em ơi. Cây này ảnh ra giá khá là hữu nghị cho anh em nha. Nói chung là rẻ, cây này anh em đem về chơi là tiềm năng nha. Rồi quay hết cho anh em một vòng bù đế. Mình để cái tay nhẹ cho anh em xem thử cái bù đế mình nó cỡ nào ha anh. Dạ, đây anh nè. Để cho anh em áo anh em thấy. Giá cực kỳ dễ chơi nha anh em. Đây nó bung xù cũng khá là nhiều chỗ nha. Cái này mình về mình tạo cái tàn nhẹ chút xíu lại mà mình chơi thôi anh em ơi. Rồi quay hết cho anh em là một vòng nguyên cái bộ đế anh em. Đế đều bung đều, đế bung đều bốn mặt nha anh em. Rồi anh vô anh đo thử thông số cho anh em tham khảo luôn sang ơi. Cái vị trí này 39 cô chú ơi. 39 số rất là đẹp nha anh em. Rồi mình đo nguyên cái nồi đế đặt đó khoảng nhiều anh Sang? 113. Ngay để đặt nha anh em. Dạ. Rồi. Rồi. Cái này mã số 1 rồi mình giao lưu với anh em giá sao hả anh Sang? Mã số 1 em xin phép giao lưu với chú anh chị là 17 triệu ha. 17 triệu anh em. Anh em bỏ 17 triệu ra mua gốc mai này chơi rất là xứng đáng anh em. Tương lai vô bờ bến anh em ơi. Về mình tạo nhẹ cái bộ tàng là chơi là có giá trị nha anh em. Rồi mời tất cả anh em xem góc tiếp theo. Rồi góc tiếp theo mã số 2 nha anh em. Đây quay cho anh em một vòng. Cái này là mình đem về nào anh Sang? Em mới đem về hôm qua. Cái này mình mới đem về, cái này mình thần bồn hay gì anh Sang? Dạ cái này là thằng chậu anh. Thằng chậu mà trước đó nó ở trong cái chậu đỏ thì mới sang qua cái chậu này cũng được khoảng nửa tháng à. Cây này vậy là mình thành phẩm mình chơi được chưa anh Sang? Cái này là thành phẩm rồi. Dạ. Cái chiều 3 nó ra khoảng nhiêu anh? 3 hả anh? Dạ. Quay hết cho anh em một vòng. Cây này là cây mai là thành phẩm của chú dáng bay của chú ơi. Phân lắc lượng nha anh em. Tổng cái chiều dài nó 2m1 ạ. 2m1 rồi tán ngang luôn anh ơi. Tán ngang mình nhiêu anh? Tán ngang 1m6. 1m6. Cái này là mình tạo lâu chưa anh Sang? Dạ cái này cũng uống cũng được thời gian này anh. Cái này nó có đế mà tại nó làm trong chậu em cũng không có moi á cô chú. Còn cái mặt bông nó là chỉnh nó khoảng nhiêu cánh anh? Bông cúc cành lớn nha nè. Bông em nghe chủ nhà nói là 7-9 cánh anh. 7 cánh lên 9 cánh ha. Dạ. Đây nè. Cái này là vô nhơ mày là mình mới vô ha, chủ nhà chúng rồi anh Sang. Dạ, cái này chủ nhà tao vô sẵn anh. Dạ. Cái này anh em nhờ anh vô đo thử thông số luôn cho anh em tham khảo luôn anh Sang. Cây này nó giống như một con thú nha cô chú ha. Dạ. Nó nằm nó ngoái đầu lên nó thành một cái dáng bay cô chú. Cây này là nói chung cây nghệ thuật cô chú ơi. Bạn nghe vị trí này là 27. Rồi mình đo ngay cái bụng đi anh. Cái bụng nó khoảng nhiêu anh? Bụng này. Dạ. Đo rất là nhiều thông số nha anh em. Có thể mình hình dung cái cây cho nó chi tiết hơn. Là 28. Rồi. Rồi mình áo nhẹ sơ sơ nguyên cái nồi đế khoảng nhiêu vậy anh? Cái này thì
nó chỉ làm trên, còn ở dưới thì nó còn, nhưng mà thôi em đo trên nha. Dạ. Yeah. Đó, khoảng 130. 130. Rồi, cây số 2 này thì mình giao lưu với anh em giá sao anh? Vâng, chờ xíu nha. Cái này đang làm trong chỗ... Rồi. Cho anh em xin cái giá luôn sang ơi. Dạ. Cái mã số 02 này em xin phép giao lưu của chú anh chị là 25 triệu ha. 25 triệu, bao ship cho anh em là 200 km ha anh. Dạ. Rồi, góc tiếp theo mã số 3 nha anh em. Cây sù bích mình anh em ơi. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu ha anh Sang? Dạ, để em đo nha. Quay hết cho anh em một vòng qua nha. Chiều cao 1m9 ạ. 1m9, rồi tán ngang luôn anh ơi. Tán ngang 1m3. 1m3. Cái này mình tạo lên lâu chưa anh Sang? Dạ, cái này em uống được 2 lít dây rồi. Cái này thì em mới uống được khoảng tháng ngoài coi chú ơi. Cái này nó xù nhiêu phần trăm rồi hả anh Sang? Dạ, cái này nó xù ở dưới này, nó xù bít mình hết rồi. Dạ. 100% rồi. Có cái khúc chân nói chung nó xù khoảng có 9 tắc rồi coi chú. Từ dưới lên trên đây nha anh em. Nó khoảng 8 tấc à. 8 tấc là xù mát hết thân. Bích mình luôn anh em ơi. Còn ở trên thì nó có lỗi xù mạng hết rồi. Dạ. Yeah. Cây này được cái nó lót ngọn đẹp lắm cô chú ơi. Để vuông đều hết bốn mặt nha anh em. Đây, quay cận cho anh em lên một vòng nha. Những cái điểm mảng xù lên nè. Chung xù 100% rồi. Cái này mặt bông chuẩn là mấy cánh anh Sang? À, cái này nó 5 7 cánh. 5 cánh đến 7 cánh nha. Rồi mình cho nó xung mới ra 10 cánh nữa. Mình cho anh em xin cái thông số luôn anh Sang ơi. Dạ. Đế gì nó còn nữa phải anh Sang? Dạ, đế thì em moi sơ nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Cái hoành ngay vị trí 53. 53 hoành. Rồi. Dạ. Còn cái cộng bự lắm. Cái hơi sẵn tay đó mình đo ngang cái chậu luôn anh. Để anh em ta hình dung. Dạ. Cái chậu này đang nằm chậu 1 mét cô chú ơi. 1 mét. Rồi. Mét chỗ xoay mà nó hơi lạnh à. Đây sẵn đây quay vô đây cho anh em phía bên đây nè. Này, để đầy đủ hết anh em ơi. Anh Sang ơi, anh cho anh em xin cái giá luôn anh Sang. Dạ vâng. Cái cây mã số 03 là cây sù thành phẩm của chú ha. Dạ. Dạ em xin giao lưu của chú anh chị là 185 triệu ạ. Rồi tiếp theo là mã số 4 nha anh em. Cái bọc cây phôi. Rồi mình đo chiều cao luôn anh Sang ơi. Được 1m9 rồi hoành luôn anh ơi. Cái này mình thấy mặt bông chưa anh? Là chưa. Cái này em bứng trong vườn á, mua nguyên vườn hoành. Cái này 30 của chú, 31 là tính 30 của chú ơi. 30 rồi mình áo nhẹ. Cái nồi đế sơ cho anh em tham khảo luôn anh. Rồi. Nồi đế được 45 cũng như cái đường kính ngang anh, kính ngang bầu. Cái này mình giao lưu sao anh? Rồi, cái này em xin phép giao lưu là 3.500.000 ha. Bao ship toàn quốc ha, bao ship 200 km anh. Dạ, cái này là em cây nhỏ em bao ship toàn quốc ha. Bao ship cho anh em mà toàn quốc nha. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 5 nha anh em. Rồi, chiều cao luôn anh Sang ơi. Dạ. Cao mình nhiêu anh? Chiều cao 80 anh. Rồi, xin cái hoành luôn anh Sang ơi. Và ngay vị trí này cũng 31 mà tính 30 của chú ơi. Rồi nồi cái nồi luôn nhẹ cái nồi luôn anh Sang ơi. Cái đường kính bầu nó cũng 45 ạ. À. Rồi mình giao lưu sao anh? Cái mã số 5 này em xin phép giao lưu chú anh chị là 3 triệu ha. 3 triệu, bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi góc tiếp theo mã số 6 nha anh em. Mini, gốc cành có sẵn. Đế có đẹp nha anh em. Rồi mình cho anh em thông số luôn anh Sang ơi. Cái này về mình tạo lên mình chơi anh em ơi. Chiều cao mình nó tầm khoảng nhiêu ha anh Sang? Chiều cao nó được 90 ạ. 90 rồi hoành luôn anh ơi. Hoành ở vị trí này 27, 26 ạ. Rồi nồi đế luôn anh. Nồi đế nó được 55. Mình nó được viết bầu 55 của chú ơi. Mình giao lưu giá sao anh? Là cái này em xin phép giao lưu giá 3.2 triệu ha. 3.2 triệu. Bao gồm phí, bao ship toàn quốc nha anh em.
Rồi góc tiếp theo anh em ơi. Rồi cái này chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Sang? Chiều cao được 90 của chú ơi. Rồi hoành luôn anh. Đây vị trí này là 27. 27 hoành. Rồi. Cái này nó là lai thú rồi cô chú. Tay cành nó bỏ đều hết rồi. Mình giao lưu sao anh? Là cái này 3,5 triệu anh. 3,5 triệu. Rồi góc tiếp theo anh em. Đây nồi đấy có sẵn anh em ơi, về tạo lên mình chơi. Rồi mình cho anh em xin thông số luôn anh ơi. Dạ. Cao khoảng nhiêu hả anh? Dạ, cao được là 55. Rồi chiều bay nó ra khoảng nhiêu anh? Chiều bay 80 ạ. Rồi xin cái hoành luôn anh Sang ơi. Dạ. Hoành được 36 của chú ơi. 36 hoành. Rồi mình xem một vòng cho anh em xem luôn này. Rồi cái này là mình giao lưu sao anh Sang? Cái này là em giao lưu với bạn giá là 3,2 triệu ha. 3,2 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi góc tiếp theo. Mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha anh em. Mã số 09 à. 09. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Sang? Cao 1m9. Rồi xem một vòng cho anh em tham khảo luôn anh Sang ơi. Dạ. Cây đấy đẹp nha anh em. Rồi cho anh em xin cái thông số luôn anh Sang ơi. Dạ. Cái này hoành 29-30. Rồi. Rồi. Rồi giá giao lưu là sao anh? Dạ, cái này em xin giao lưu của chú là 3,7 triệu ha. 3,7 triệu. Bao ship toàn quốc nha anh em. Trời, anh em nào thích thiện chí mình liên hệ trực tiếp với anh Sang nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề.